sám hối với bản sắc dân tộc Khmer là những điều thầy đã nói sai phạm. Chẳng những thầy lên tiếng thầy nói câu sám hối mà thầy cần nên hành động, quỳ xuống lễ lại ba lại. Thầy toàn kêu người ta ra thầy nói xấu không à. Bây giờ thầy hãy nhìn thầy đi, thường thường trong sách xấu người ta nói có câu như thế này nè: xin lỗi thầy nha, hàm răng xíu xáo nói chuyện thiều phào, mà cái hàm răng thầy sao thì thầy nói chuyện như Trang vậy đó. Từ bi giả đạo dị, tức là đối với người trong đạo là người ta từ bi, người ta nghĩ tình thầy thôi. Nhưng mà đối với cái người mà thầy phạm lỗi á, thầy phải xin lỗi người ta bằng cách thầy phải lên bục giảng. Mà ông Nhuận Đức mà thường lên mạng giảng mà cười cái điện hô hô đó phải không? Dạ đúng rồi. Rồi đúng. Nếu mà nói ông Nhuận Đức đó thì thầy giờ thầy xin nghe trên nói cho nghe, thầy cũng có coi nhiều cái clip của ông, thầy cũng hài hước lắm, thầy thấy ông cũng vui vẻ. Nhưng mà trước khi nói cái điều này thì Nam Mô A Di Đà Phật, thầy Minh Đạo cũng xin kính chào toàn thể quý vị cộng đồng mạng một ngày mới vui vẻ. Thầy nói tới ổng là thầy mất cười rồi đó, là quý vị cũng biết rồi đó. Ổng nếu mà nói theo cái hạnh của ổng là nếu mà hình như là ổng hơi thiếu thiếu đó quý vị nha, hơi thiếu thiếu, cái hạnh của ổng là hơi thiếu thiếu, tại vì những cái bài giảng của ổng không phải là một bài đâu, hầu như là cái bài nào cũng thiếu hết trơn, mà thiếu theo trần gian không à. Nhưng mà cái đó Phật không có cấm quý vị ơi. Nhưng mà người tu á, A Di Đà Phật kính bạch thầy Tỳ Kheo Thích Nhuận Đức ở cái chùa gì đó mình khỏi nói tên đi. Yeah. Nói vậy là ổng đủ biết rồi, bị xã đó chốt mình ổng có à, chứ không có ai đâu. Thầy Nhuận Đức mà có đệ tử đông đông mà lên giảng trên mạng hoài đó nghe. Yeah. Thì trước tiên nói lần này á, Minh Đạo cũng xin chúc sức khỏe thầy, hỏi thăm bất an ha. Và sau á cũng xin sám hối với thầy, để cho Minh Đạo nói bằng cái lời chân thật trong tình đồng đạo. Đúng theo giới luật nhà Phật á, Đức Phật nói á, nếu mà một người đi truyền đạo á, truyền bá đạo pháp là mình phải hằng thuận chúng sanh. Mà cái từ hằng thuận này, hằng thuận hòa như bất đồng, có nghĩa là mình hằng thuận mọi người nhưng mà không bị mọi người đồng hóa chúng ta theo con đường của thế gian nha. Nhưng mà thời gian cũng hơi lâu lâu nhiều, Minh Đạo cũng coi những cái clip của thầy giảng mà thầy nói có nhiều cái nó đi trớt ra ngoài đời nhiều quá, tức là giống như một cái con người bình thường mà nói chuyện như đó, chứ không phải là một ông thầy tu mà giảng pháp nha. Ở đây không phải là Minh Đạo chỉ trích nha, nhưng mà ngày gần đây á, là Minh Đạo có coi một cái clip thấy một cái người dân tộc Khmer đó, người ta chửi quá trời luôn mà không biết chửi cái vụ gì. Thì bây giờ hôm nay mới được nghe anh Hưng nói đây. Thì bây giờ Minh Đạo xin thưa với thầy Nhuận Đức như thế này: bây giờ thầy đã làm sai và thầy đã nói sai, thầy đã làm mất lòng mọi người trên cộng đồng mạng là thứ nhất. Một cái điều thứ hai là thầy đã làm mất đi cái lòng của người tín tâm Phật pháp. Là tại vì sao? Tại vì nhóm người này đi đến cúng chùa thầy đó, là người ta có lòng tin với Tam Bảo, người ta mới đến thầy, mà trong Tam Bảo có thầy nữa đó nghe. Cho nên nó là người ta tính đạo và người ta kính chùa, kính Phật, kính thầy, là kính Tăng đó, người ta đến người ta giếng thầy. Mà bây giờ thầy là một người trưởng thượng, thầy chê bai, thầy chỉ trích một người, thì bây giờ thầy cứ nghĩ đi, nếu mà thầy là một người con của cha mẹ mình mà cha mẹ thường hay chửi bới mắng giết mình hoài, mình có chịu nổi không? Thì cũng như thế đó thầy. Cái lời nói của thầy tuy rằng nó không có nặng, nhưng mà thầy nên nhớ, người ta nói á, đánh á cũng còn phải nương tay nha, đánh là còn phải nương tay nha thầy. Còn mình nói cái lời gì á, mình phải nói cho nó có một cái lời gọi là trung hòa và ôn hòa. Những người này thầy nên nhớ, Minh Đạo nhắc lại cho thầy nhớ, lúc mà Lục Tổ Huệ Năng đi đến chùa Xuất Gia đó để làm công quả đó, là ông Tổ Huỳnh Mai á, ổng là người chứng tổ rồi, chứng thánh rồi, ổng nhìn thấy được căn cơ của ông á là Lục Tổ Huệ Năng, ổng mới lên tiếng, ổng chửi rủa để làm gì? Để phá lấp đại chúng thôi nha thầy, chứ không phải như thầy lên tiếng hôm nay mà thầy chia sẻ trên cộng đồng mạng mà để chê cười một cái gì gọi là cái gì ta, cái gọi là một cái gì tộc, gọi là một cái bản tộc, chê cười một cái bản tộc. Thầy chê cười một nhóm người mà thầy nói trên cộng đồng mạng, tức là thầy đã chê cười một bản tộc của người ta rồi, thì nó làm đi điều thứ nhất là thầy là người sai văn hóa, cái điều thứ hai là thầy là người thuyết pháp sai chánh pháp. Mà nếu sai chánh pháp thì nó trở thành cái gì? Là tà pháp. Mà tà pháp thì sao? Không phải là đệ tử của Phật,
không xứng đáng. Ở đây Minh Đạo không có chê thầy nha, nhưng mà Minh Đạo nói bằng chân lý của giáo lý. Thầy là người có học có hiểu, thầy là người có thành tựu, và thầy đã từng chia sẻ cho bao nhiêu người, thì mình phải biết mình đang làm gì, mình đang nói cái gì để cho mọi người hiểu được cái gì, và người ta sẽ tuân thủ theo mình làm cái gì. Chứ không phải mình lên ngồi ở trên đây mà mình chỉ người A mình cười, mình chỉ người B mình cười, mình chỉ người đó là C mình đạp. Không phải thầy làm những hành động đó. Tại vì những cái clip của thầy ở Minh Đạo coi á, hoàn toàn là thầy thường xuyên thầy làm những điều đó. Thầy toàn kêu người ta ra thầy nói xấu không à. Bây giờ thầy hãy nhìn thầy đi. Thường thường trong sách số người ta nói có câu như thế này nè: xin lỗi thầy nha, hàm răng xí xáo nói chuyện phiều phào, mà cái hàm răng thầy sao thì thầy nói chuyện y chang vậy đó. Thầy nói chuyện y chang như cái hàm răng của thầy vậy ha. Thầy nói chuyện thô lỗ, không có cái gì gọi là văn hóa của cái nền văn hóa của Việt Nam hết. Và thầy nói chuyện không có cái gì là gọi là văn hóa của chánh đạo hết. Thấy không? Thì hôm nay Minh Đạo xin chia sẻ cho thầy để thầy rút kinh nghiệm, để thầy chia sẻ bản là giáo pháp. Còn quý vị cộng đồng mạng bức xúc với thầy, Minh Đạo mới nay mới nghe mới coi thôi, mới coi ngày qua thôi, và mới được nghe anh này hỏi thôi, cho nên Minh Đạo thấy cũng hơi ngột ngột với chia sẻ nè. Không? Rồi, cái đó điều thứ nhất. Điều thứ hai, thầy có lên thầy xin lỗi, nhưng mà thầy xin lỗi rồi lúc thầy lên bục tháp tòa thầy ngồi thầy nói chuyện, thầy dung tay thầy cười réo lên, thầy xem thường người ta, thầy khỉ nhổ người ta, thì bây giờ thầy lên thầy là sám hối bằng một cách đó, thầy đưa một cái văn tự ra, thầy đồng ý là cái đồng ý là giáo hội đồng ý với thầy thôi. Tại sao? Từ bi giả đạo dị, tức là đối với người trong đạo là người ta từ bi, người ta bị tình thầy thôi. Nhưng mà đối với cái người mà thầy phạm lỗi á, thầy phải xin lỗi người ta bằng cách thầy phải lên bục giảng, thầy chia sẻ lại: hôm nay là ngày đó tháng đó, Minh Đức Thích Nhuận Đức có nói chuyện như vậy như vậy, đã phạm lỗi với tất cả quý vị cộng đồng mạng. Điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là phạm lỗi với một bản sắc của dân tộc, người dân Khmer. Hôm nay Nhuận Đức xin thành tâm sám hối, xin chí quý chư vị, quý Phật tử ha. Tại vì trong Khmer này có nhiều vị tu sĩ lắm nha thầy. Xin lỗi thầy nha, coi chừng thầy không bằng cái ngón giò của người ta nữa đó. Những vị tu sĩ bên Khmer ta tu ra chính đạo cao lắm đó nghe thầy. Trời không mưa mà ta ra ta cầu nguyện mà mưa xuống đó à. Thầy làm được điều này không? Minh Đạo chứng kiến nhiều cảnh rồi đó. Những cái vị mà Nam Tông bên đó là Khmer là trời mà không mưa đó là ta ra ta cầu là có mưa đó. Cho thầy hay. Cho nên cái đạo lực của người ta cũng siêu nhân lắm à, chứ không phải đơn giản đâu. Vì lẽ đó thầy đừng có xem thường. Đạo của Phật là cái đạo bình đẳng, không phân biệt chủng tộc và màu da, không phân biệt lớn hay nhỏ trẻ già, không phân biệt người ngu người trí. Nếu thành tâm luôn luôn hướng thiện thì đạo quả sớm sẽ gặp liền. Còn thầy á, thầy lên thầy giảng thầy chia sẻ nhiều người thì cười nhạo nhiều người quá, bây giờ đạo quả thầy không có ra cái gì hết trơn. Cái đạo thầy cũng có nữa mà cái quả thầy cũng có nữa. Cái quả thầy là cái quả phỉ nhổ người khác đó, bây giờ người khác mới là quay đầu lại với thầy đó. Thầy thấy rõ ràng không? Cho nên hôm nay Minh Đạo một lần nữa trước khi rời bục giảng, Minh Đạo xin nhắc lại với thầy: thầy nên lên bục giảng và thành tâm sám hối với cộng đồng mạng. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, thầy thành tâm sám hối với một bản sắc dân tộc, người ta là Khmer. Thầy đã phạm lỗi như thế nào thì thầy phải xin sám hối. Và trước khi thầy xin sám hối, chẳng những như thế mà thầy còn phải quỳ xuống thầy lại ba lại nữa mới gọi là thành khẩn. Tại sao vậy? Tại vì thầy chưa bằng những vị tôn túc ở bên Khmer đâu. Những vị mà tu là Nam Tông bên Khmer đó là có những vị tu rất là siêu luôn đó. Cho thầy biết, chứ không phải là bình thường đâu. Minh Đạo nói cho thầy biết, Minh Đạo là người ngang, là ngang với những người mà không hướng về chánh đạo kìa, là Minh Đạo mới nói ra thôi ha. Còn đối với thầy Nhuận Đức, thầy Nhuận Đức là người không có ngang, mà thầy Nhuận Đức là người hay hí luận, tức là hay vui vẻ một cách hồ đồ đó, theo cái danh từ tiếng Trang gọi là hồ đồ đó. Còn nói theo cái danh từ đạo đó gọi là hí luận vô cớ, là phạm giới lực rồi đó thầy. Này hỡi các tỳ kheo, các ông thọ của tính thí đàn na, các ông chớ nên hí luận. Hí luận là cái gì? Là cười reo nhàm sằng đó, tầm bậy tầm bạ đó, cười chê tầm bậy tầm bạ đó. Mà chẳng những thầy cười một mình thầy đã được rồi, mà thầy còn cười trong một đại chúng của thầy nữa, rồi cười luôn lên trên cộng đồng mạng. Thầy cười cho biết bao nhiêu tỷ người ở trên cộng đồng mạng, người ta thấy người ta bức xúc nữa.
phải không? Thì như vậy là cái hành động của thầy và cái tội lỗi của thầy nó rất là nhiều chứ không phải là ít. Tại vì sao? Mỗi một người thấy thầy cười, thầy phỉ nhổ người khác, đó là tội một tội. Mà 8 tỷ rưỡi người là 8 tỷ rưỡi tội, thì như vậy cái tội này thầy có phải là vô gián địa ngục chưa? Cái tội hí luận của thầy có phải là vô gián địa ngục chưa? Dù là thầy là tăng nhưng mà thầy phạm pháp xử lực cấp 10 hay gì là bậc